Chào bạn, rất vui được gặp lại bạn. Hôm nay mình chia sẻ với bạn kinh nghiệm tìm hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam. Thì rất dễ dàng để tìm kiếm và tải những cái văn bản pháp luật tin cậy mà mình cần. Thì tất cả các cái văn bản đều nằm trong một địa chỉ cụ thể như sau. Địa chỉ là văn bản nè, chấm chính phủ nè, chấm vn, văn bản chấm chính phủ chấm vn. Trong cái trang web này thì chứa tất cả những cái văn bản hệ thống pháp luật của Việt Nam chứa trong đây, rất dễ dàng cho mình tải về và xem, hoặc là mình xem trực tiếp luôn. Thì để truy cập vào cái địa chỉ này thì bạn mở cái trình duyệt web như là Chrome hoặc là Firefox hoặc là Internet Explorer, rồi các bạn nhập cái địa chỉ là văn bản chấm chính phủ chấm vn rồi nhấn Enter thì nó sẽ truy cập vào được cái cách thực hiện để mình thực hiện để các bạn xem ha. Giờ mình sử dụng phần Rome đi. Mình vào phần Rome, mở trình duyệt Rome lên. Rồi, mình sẽ nhập vào cái địa chỉ là văn bản chấm chính phủ chấm vn, rồi Enter. Đó, đây là mình đã đăng nhập thành công vào cái địa chỉ này. Thì bạn thấy tất cả những cái văn bản nè, tất cả những văn bản được ban hành, thì khi mà đăng nhập thành công bạn thấy ngay tất cả những cái văn bản ban hành đó. Giả sử hôm nay là ngày 16 thì tất cả những văn bản ban hành đã ban hành ngày 15 này, giả sử như văn bản nghị định 69 ngày 15/8/2019 nè, rồi các bạn thấy không, ở đây thì cái này là trang chính của cái địa chỉ này, thì chứa tất cả những văn bản ban hành. Cái văn bản này nó ship theo thứ tự ngày ngày ban hành nè các bạn. Ngày ban hành thì ngày ban hành là mới nhất thì nó sẽ đẩy lên trên đây nè, các bạn xem từ từ nó văn bản nó cũ lên nè, ban hành 26 nè. Anh đây là mỗi một trang này nó chứa là 50 cái văn bản. Thì muốn quay về sau nè, cuối nè, đi cuối nè, quay về sau một trang nè, sang trang thứ hai thì nó sẽ chứa cái văn bản từ 51 cho đến 100 nè, 51 100 nè, sau nữa nè. Đó thì cách mình để tìm theo ngày, hoặc là mình có thể chuyển tới trang nè, mình nhấp thẳng luôn, mình chuyển tới trang nào luôn đó các bạn, nó rất là thuận tiện. Sẽ muốn đi tới trang số 6 thì nó cũng chuyển ra những cái văn bản nè. Đó đó là một cái, đây là chứa tất cả văn bản. Rồi mình muốn tìm một cái văn bản trong lĩnh vực nào thì ở trên đây có những cái ô để các bạn tìm kiếm nè, như lĩnh vực này ha. Giả sử như mình muốn cái lĩnh vực về lực đi ha, giờ mình muốn cái coi về lực đi ha. Rồi thì nếu mình nhấp vô lĩnh vực lực thì nó sẽ tìm tất cả những cái văn bản lực cho những cái lực ra cho mình ha. Đó nó đây. Và mình muốn tìm sâu hơn nữa, giả sử như mình muốn tìm về lực đất đai chẳng hạn. Đây chẳng hạn. Rồi, nhấn tìm kiếm ha. Đó. Thì nó sẽ hiện ra những cái văn bản về luật đất đai nè. Có chữ đất đai nó tô màu vàng vàng nè các bạn. Đây, luật đất đai năm 2013 nè. Đó.
Đây, giả sử như mình muốn muốn xem cái luật đất đai này á thì mình xem sao? Đó, các bạn để xem á, các bạn thấy tới đây đưa con trỏ tới ngay cái tên nè, tiếu nè, luật đất đai nè, các bạn nhấp vào ha, nhấp vào. Thì nó sẽ hiện lên cái luật đất đai là số 45 nè, năm 2013 nè, luật đất đai. Ngày ban hành là 29 tháng 11 2013, có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2014 nè. Người ký là Nguyễn Sinh Hùng nè. Thì cơ quan ban hành là Quốc hội nè, phân loại là luật nè, cái tệp đính kèm nè các bạn, 45 nè. Đó, đây là tệp đính kèm chứa tất cả các nội dung của cái luật đất đai. Thì còn các cái văn bản khác, có các văn bản khác có liên quan nè, như quy định ở bên dưới nè. Những cái văn bản có liên quan này như mình muốn xem thì mình chỉ cần đưa con trỏ tới đây, giả sử như luật thủ đô nè, 21/11/2012, là mình muốn xem thì mình cứ nhấp vô đây là nó cũng hiện lên, và mình nhấp vô cái thường cái tệp đính kèm á là mình xem cũng giống như cái này thôi. Ở đây giờ mình muốn xem cái luật đất đai thì các bạn nghe tệp đính kèm là các bạn nhấp vô đây ha. Đó, nhấp vô, đường trở ra thành mình nhấp vô thì nó sẽ tải về máy tính của mình, đó là cái văn bản luật đất đai. Rồi mình chờ chút ha, nó đang tải về nè. Rồi giờ mình nhấn vô mình xem. Rồi khi mà tải xong á, rồi mình mở lên mình xem nè các bạn. Rồi mở xem ha, nhấp đất vô mở xem. Đó, đây là cái văn bản về luật đất đai, để mình kéo xuống để các bạn xem ha. Đây là luật đất đai căn cứ hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nè, Quốc hội ban hành luật đất đai. Thì nó có chương quy định chung nè, nó có điều từng điều, điều 1 nè ha, điều 2, điều 3 nè. Đó, xuống cái luật đất đai thì các bạn kéo xuống ha, và có thanh này trượt nè, đó kéo xuống thì chưa hết luật đất đai. Này là có là 212 điều, điều 212 quy định chi tiết nè. Chính phủ quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký ha. Đó, về một văn bản để đọc và hiểu cái văn bản mà mình cần thì nó rất là kết cho mình đó các bạn. Rồi, rất là tìm kiếm cái văn bản đáng tin cậy và rất dễ dàng. Cái trang mà văn bản chấm chính phủ chấm vn này nó rất là tiện lợi các bạn trong việc tìm hiểu những cái kiến thức về pháp luật của Việt Nam. Thì cái trang này mình thấy rất tuyệt vời. Rồi phía bên đây nó vậy, còn ở phía bên tay trái của các bạn nè, như các bạn muốn tìm văn bản mới nè, tất cả các văn bản hoặc cơ quan ban hành, giả sử như đây mình muốn tìm cái văn bản của Quốc hội ban hành thì mình nhấp vô Quốc hội, còn muốn tìm văn bản của Chính phủ ban hành thì mình nhấp vô Chính phủ. Đây dưới là Thủ tướng Chính phủ nè, bộ cơ quan ngang bộ ban hành nè, tới văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố luôn nè các bạn. Còn dưới đây mình muốn tìm kiếm theo loại văn bản thì giả sử như nó có hiến pháp nè, sắc lệnh nè, sắc luật nè, luật pháp lệnh nè, nghị định nè, quyết định thông tư nè. Đó, giả sử như giờ mình coi là hiến pháp đi, để coi hiến pháp của mình trước giờ là nó có lưu trữ hết đại học à, có ha. Hiến pháp thì có hiến pháp năm 1946 nè, hiến pháp năm 1960 nè, hiến pháp năm 1980 nè, hiến pháp năm 1992 nè, hiến pháp năm 2013 nè. Đó, nó có đầy đủ hết ha các bạn. Muốn xem thì mình chỉ cần nhấp vô mình xem thôi.
nhấp vô, khi mà anh ra dấu bàn tay này thì các bạn nhấp vô xem. Luật vậy chúng mình sẽ xử như mình tìm kiếm về luật đi ha, thì mình nhắm vô chữ luật pháp lệnh này để cái luật ra nó ra sao đó, nó ra quá tới nhiều luật luôn nè các bạn đó. Nếu mà luật thì mình xem á, thì những cái luật nó và ngày ban hành nè các bạn, nó cũng xếp theo thứ tự ngày ban hành nè các bạn. Rất là dễ tìm kiếm ha các bạn, rất dễ tìm kiếm. Cái hiện tại luật thì có 1 tới 50 nè, một trang là nó chứa 50 nè, 50 cái văn bản nè. Và ở đây hiện tại luật thì nó có là 643 luật, thì muốn về trước, muốn đi tới đi lui thì nó nè đó. Đó, muốn coi nào thì mình nhấp vào đó coi, sẽ chuyển trang này cũng vậy luôn, rất 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 là dễ hơn các bạn. À, có cái ở đây có ngay cái luật an toàn thông tin mạng đó. Mình nếu mình sử dụng mạng, sử dụng YouTube để xem video rồi, thì mình cũng rất cần tìm hiểu những cái luật này, như luật an ninh mạng nè. Muốn xem thì mình chỉ cần nhấp vào thôi ha, nhấp vào thì nó cũng hiện ra nè đó. Muốn xem thì mình sẽ nhấp vào cái tiệp đính kèm nè các bạn đó, mở thử tải thử cái luật an ninh mạng này, mình luật an toàn thông tin mạng này mình xem nữa cái ha. Đó, tải xong thì mình sẽ nhấp vào mình xem đó. Luật an toàn thông tin mạng nè, nó cũng quy định đó, luật ha. Đó, mình mở mình xem ha. Đó, này luật này thì có 54 điều và chương thì nó có 8 chương, 54 điều. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015. Rất dễ dàng để tìm hiểu về luật hen các bạn. Công cụ thì phục vụ cho mình thì rất là thuận tiện. Rồi, này về trang chủ thì các bạn nhấp đây đó, về trang chủ. Đây là trang web về cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Này về trang chính phủ, còn muốn về trang văn bản thì cũng văn bản. Văn bản chấm chính phủ chấm vn thì mình thì cũng thường xuyên vào đây để tìm kiếm những cái văn bản mà mình cần. Ví dụ như đây thử mình tìm kiếm về lĩnh vực là luật đi, rồi mình tìm kiếm về gia đình đi chẳng hạn, nói về gia đình đi, tìm đó, nhấn tìm kiếm đó, chứa những cái văn bản này, những cái luật hướng dẫn việc thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình. Rất hay ha các bạn, tìm kiếm này quá quá đơn giản, quá nhanh luôn. Mình rất là thích cái trang này, thì mình cũng rất thích nên là mình muốn chia sẻ cái trang này đến tất cả các bạn để mình biết, và khi mình có cái nhu cầu về cái gì đó thì mình sẽ lên đây tìm kiếm những cái văn bản luật quy định về những gì mình cần, thì rất rất là nhanh. Thì mình cũng hy vọng cái video chia sẻ nhỏ này sẽ giúp cho bạn tìm thấy và xem và hiểu được những cái kiến thức pháp luật mà bạn đang cần. Thì cũng rất vui nếu bạn nhấn like và đăng ký ủng hộ cái kênh YouTube của mình. Mình chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống. Thân chào.